Chuyện là vậy, khi có gì đó thì chúng ta cũng phải gánh thêm trách nhiệm và chăm lo nhiều hơn, và đó là vấn đề. Đó là khi bất đồng có thể nảy sinh vì lo lắng, vì thời hạn đến, vì quá nhiều bổn phận hoặc cảm thấy quá trách nhiệm. Như chúng ta phải đưa phần tốt nhất ra ngoài cho thế giới xem, và phải làm điều này, phải làm điều kia, phải cải tiến hoài, phải sắp xếp, phải phối hợp, phải sửa chữa này nọ, phải chỉnh sửa, phải suy ngẫm cái nào và cái gì tốt cho khán giả. Đôi khi tất cả điều đó tăng thêm sự căng thẳng, và khán giả thấy chúng ta, thấy tôi, và rồi điều đó cũng tăng thêm từ trường căng thẳng, nên làm tôi đôi khi thường xuyên rất căng thẳng, rất căng thẳng. Nghiệp của thế giới. Dạ, sư phụ, nghe này, Thượng Đế chỉ có hai người con, Adam và Eva lúc đó. Vậy mà Ngài quá nổi giận như vậy đó. Adam chỉ ăn một trái táo mà Ngài đuổi họ ra. Cả hai người họ. Và ở đây, chúng ta có rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều công việc. Nên nếu đôi khi chúng ta có cảm giác căng thẳng một chút, thì đó là bình thường. Dạ, thưa sư phụ. Thảo nào Thượng Đế rất khoan dung với loài người. Bởi vì Ngài nói với thiên thần, quá dễ cho các ngươi tận tâm và làm việc suôn sẻ. Vì các ngươi được tạo ra từ lửa, chắc có lẽ lửa cũng có nghĩa là ánh sáng. Và loài người được tạo ra từ đất đá, vì thế nặng nề hơn, là chất liệu trơ hơn. Dạ phải. Và thiên thần kia, chất liệu là quý vị có thể thấy. Ừ, cho dù là lửa, nó rất nhẹ, quý vị không thể nắm bắt. Và tốt hơn là không nên nắm bắt lửa. Dù sao, nào, lửa thì có lúc có, lúc không. Phải, nó rất đơn giản. Điều kiện là phải có gỗ, hoặc dầu, hoặc xăng dầu. Những thứ đó phải có gió và không khí nữa mới tạo ra lửa. Nhưng rồi lửa cũng có thể biến mất nếu những nguyên tố đó không có chung với nhau. Chúng ta cũng như vậy đó. Thật ra chúng ta cũng được làm bằng nhiều nguyên tố hợp lại như lửa, ete, không khí, nước, cũng như một ít sắt nữa. Sắt trong thân thể chúng ta có thể làm thành một vài cây đinh. Tưởng tượng coi. Cho nên chúng ta cũng thật sự không đắt tiền lắm. Tất cả sắt này chỉ có thể làm thành một vài cây đinh. Một vài cây đinh thôi thì làm được gì chứ? Tôi dùng rất nhiều đinh. Mỗi lần di chuyển đi đâu đó, tôi luôn mang theo hộp dụng cụ, gồm tuốc nô vít, vài ốc vít, một ít đinh với các cỡ khác nhau. Và rồi tôi sẽ đóng đinh chỗ nào có thể để treo y phục của mình, hoặc để treo mấy thứ mà tôi không có chỗ để, hoặc không muốn để dưới đất. Nhưng nếu chúng ta lấy vài cây đinh trong thân thể mình, chỉ một vài cây thì chẳng làm được gì nhiều, phải không? Tôi cần nhiều hơn một vài cây. Vậy cũng vậy, nếu cần đinh ha. Tôi rất khéo tay. Đi tới đâu, tôi cũng mang theo một số đồ tiện dụng, như một ít dây kẽm rất mỏng, dễ cho tôi xoắn. Và búa, tuốc nô vít, dao thụy sĩ, và gì nữa? Cái kềm. Mấy thứ này tôi luôn đem theo. Thường thường khi nào có thể. Nếu quá gấp rút thì dĩ nhiên không thể, nhưng sau đó tôi sẽ nhờ mua hoặc tự mua lấy. Mấy thứ này rất tiện dụng. Quý vị có thể làm nhiều thứ với chúng. Cũng có thể căng chúng bên ngoài để treo quần áo. Như thế đó. Nếu là dây, đừng căng nó quá thẳng, căng lỏng thôi, rồi có thể treo quần áo. Xoắn lại một chút và rồi quần áo của quý vị sẽ ở yên đó. Khi không có những thứ khác như móc áo hoặc cái kẹp quần áo nào. Dạ. Thì quý vị có thể dùng dây kẽm xoắn lại để buộc quần áo. Buộc một góc quần áo, rồi dây sẽ giữ quần áo. Tôi có thể làm nhiều thứ. Nếu không có dây kẽm thì có dây mềm hơn. Có những cái móc áo loại hình tam giác, tôi cũng sẽ nới cho nó lỏng. Lỏng cái dây và tôi dùng móc áo móc vào đó và rồi tôi xoắn dây lại để giữ cái móc. Dạ phải, vậy móc áo sẽ ở yên đó. Hay quá, vậy thì không cần có cái kẹp khác trên móc áo. Dù hoàn cảnh nào, có thể ráng dùng IQ của mình. Bởi vì nếu cứ di chuyển hoài,
Tôi không có thể có nhiều người với tôi. Tôi cũng không muốn. Không muốn làm phiền mọi người. Và ngoài ra, từ trường của họ khác với tôi. Vì vậy, đôi khi ở một mình là phước báo. Và rồi nếu cứ di chuyển thì không thể lúc nào cũng có tất cả mọi thứ. Nếu không có gì khác thì tôi treo lên cành cây này nọ. Như vậy cũng ổn. Nhưng nó dễ bay mất, cho nên tôi chỉ cần buộc hai tay áo lại với nhau. Dạ thưa sư phụ, quý vị buộc hai tay áo lại với nhau để nó không bay mất cũng tốt. Hoặc nếu ở bên bờ sông thì tôi chỉ phơi trên đá, chỉ trải quần áo trên đá. Và hôm nào trời nắng thì nó khô liền. Dĩ nhiên, tôi không giặt khi trời mưa. Thôi được rồi, trời ơi, tôi đi đâu vậy? Chúng ta lẽ ra ở trong vườn địa đàng, nhưng bây giờ chúng ta bị đuổi ra ngoài rồi. Tốt thôi. Sau khi Thượng Đế đuổi Adam ra khỏi vườn địa đàng, một lần nọ, Ngài nhớ Adam. Ồ, Ngài nhớ Adam và cảm thấy bùi ngùi vì đã đuổi Adam ra khỏi vườn địa đàng, vào gian khổ của thế giới vật chất, rằng Adam phải đổ mồ hôi để kiếm sống, để kiếm ăn. Như trồng rau củ, trồng cây táo khác, mà từ đó Adam có thể ăn bao nhiêu tùy thích mà không có Thượng Đế canh chừng. Nhưng đó là công việc cực nhọc. Công việc của nông phu là công việc rất cực nhọc. Tôi thắc mắc có lẽ đó là cách Thượng Đế chỉ định chúng ta làm. Thành ra, nông phu họ có hôn nhân rất hạnh phúc. Người ta nói hôn nhân hạnh phúc nhất là hôn nhân của nông phu. Ồ, có thể vì đó là cách chúng ta phải làm việc đổ mồ hôi để kiếm miếng ăn. Có lẽ đó là cách Thượng Đế đã an bài. Có lẽ đó là lý do nông phu hạnh phúc. Họ là những người hạnh phúc nhất. Rồi kế tiếp tôi nghĩ là bác sĩ và nghề kia là thương nhân. Có 4-5 loại hôn nhân được bền lâu hơn và hạnh phúc hơn. Người ta nói vậy. Nhưng tôi nhớ nông phu là những người có hôn nhân hạnh phúc nhất. Có lẽ họ làm việc cực nhọc với nhau mỗi ngày. Người này phải dựa vào người kia. Và rồi đến cuối ngày, họ có thể thu hoạch thức ăn cho chính họ. Và cảm thấy mãn nguyện. Dạ đúng. Và thức ăn mà họ thu hoạch vẫn còn tươi ngay bên cạnh họ. Với năng lượng của chính họ thấm nhuần trong đó. Do đó tôi đoán họ ăn, họ cảm thấy khỏe mạnh và cũng hạnh phúc luôn. Thức ăn canh tác này không phải đi qua khoảng cách xa xôi nào và không bị ô nhiễm hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi năng lượng, tâm trạng của người khác. Rồi có lẽ ngay cả bệnh tật nữa, giống như tình trạng hiện tại với đại dịch, nên mọi thứ được chặn lại trong môi trường của chính họ. Thật ra, có người đã nói với chúng ta rằng nên ăn thực phẩm địa phương. Nội trong bán kính 50 cây số thôi, không xa hơn thế. Tôi đoán vì năng lượng. Vấn đề là năng lượng. Bởi vì mặc dù quý vị sống chung với người khác, nhưng trong bán kính 50 cây số, quý vị đã trà trộn với họ cùng nhau như một gia đình rồi. Năng lượng này gần như hòa quyện với nhau, nên không quá xa với các nguyên tố của chính quý vị hay năng lượng của chính quý vị. Do đó, khi ăn thức ăn này, quý vị không cảm thấy quá nhiều xung đột. Ồ, với các tế bào, với các nguyên tố bên trong thân thể của chính mình. Tôi đoán, tôi nghĩ vậy. Rồi, Thượng Đế một ngày nọ ngồi một mình. Tôi đoán Ngài cô đơn. Ngồi một mình trên thiên đàng và rồi nhớ tới Adam và cảm thấy bùi ngùi. Nên một ngày nọ, Thượng Đế xuống cõi vật chất để tìm Adam. Ngài hỏi Adam có ổn không? Có khỏe mạnh không? Công việc thế nào? Và rồi Ngài bảo Adam đến với Ngài, đến một nơi đặc biệt, đã được dọn sẵn với tất cả thức ăn ngon nhất, mọi thứ tuyệt vời nhất, món ngon nhất và mọi thứ. Nên Adam ngồi đó và ăn uống rất nhiệt tình. Sau khi Adam ăn uống thỏa thuê, Thượng Đế hỏi ông, này Adam, bây giờ ngươi có muốn đi đây đi đó khắp thế giới vật chất để nhìn thoáng qua mọi thứ một chút không? Adam nói với Thượng Đế rằng, không, tôi không muốn đi đâu cả. Đàn ông điển hình.
Khi ông ta thoải mái, có thức ăn, có nước uống, tại sao lại muốn đi đâu nữa? Tôi cũng đồng ý thế, tôi cũng thế. Nhưng chẳng may, tôi cứ phải di chuyển, mà tôi lười di chuyển, không cảm thấy thích. Ngay cả khi còn trẻ, tôi đi khắp nơi, bởi vì ở Âu Châu như ở Pháp. Vào tháng 8, luật quy định giúp quý vị không thể làm việc vào tháng đó. Ông chủ của quý vị phải để quý vị đi nghỉ mát. Tháng đó, tháng 8, Paris hầu như vắng vẻ. Dù gì đi nữa, tôi cũng đến quốc gia khác, nước Ý, nhưng tôi chẳng bao giờ đi đâu cả. Tôi chỉ đi bởi vì phải đi. Ý nói họ trả cho mình một tháng lương miễn làm việc, mình có thể đi nghỉ mát, nên tôi cứ đi, tại sao không? Thế thôi. Adam nói ông không muốn đi đâu cả, nhưng Thượng Đế cứ nhất quyết, nói, ngươi có thể mang theo bất cứ gì ngươi muốn từ nơi đây, bất cứ gì tâm hồn ngươi khao khát, nhưng ngươi phải đi mới được. Tôi đoán Thượng Đế đã hiểu. Ngài là chuyên gia tâm lý mà. Vì thế, Ngài hơi lo rằng có thể Adam không muốn đi, bởi vì ở đây có thức ăn, có nước uống, có phong cảnh đẹp. Vậy sao ông phải đi đâu? Nên Thượng Đế biết điều đó. Ngài nói, ngươi hãy mang theo bất cứ gì ngươi muốn, nhưng ngươi phải đi mới được. Ôi trời ơi, tôi tưởng Thượng Đế chỉ hỏi thôi, nhưng bây giờ Ngài buộc Adam phải đi.